Và câu hỏi tiếp theo là chùa Thiền Tông Tân Diệu tu có bằng cấp không? Nếu có thì ai chứng nhận? Bây giờ nguyên tắc á, thì cái gì nào mà lắp ra cái chùa, nhà nước cho phép là vì nó được quyền. Bởi vì trong đó cái gì đó người ta phải đưa trình cái giáo lý ra, trong giáo lý nó có đầy đủ hết. Thì nhà nước chấp nhận, có nghĩa là nhà nước đương nhiên mặc nhiên cái bằng cấp mà cái người mà diễn chủ hoặc chủ chùa đó ký. Đây là tôi cấp nội bộ chứ không phải là tôi cấp về pháp lý bên ngoài. Tôi cấp nội bộ cho cái đạo của tôi thôi, à, ông đó là tốt nghiệp ABC vậy thôi. Thấy không? Nếu mà nhà nước cho hoạt động đương nhiên mặc nhiên là phải công nhận cái giấy tờ của cái chùa đó cấp phát ra. Đó là trên nguyên tắc về pháp lý. Có đầy đủ hết. Anh vô Phật tử có giấy chứng nhận. Phật gia có bằng chứng nhận đàng hoàng. Thiền tông gia có bằng phong đàng hoàng. Thiền tông sư có bằng phong thiền sư. Và truyền cái thừa luôn. Vị nào mà được lên thiền tông sư thì phải được truyền thừa. Không phải đơn giản đâu. Phải được truyền thừa. Truyền thừa bí kíp thiền tông. Phải hiểu chỗ này nè. Chứ không có truyền thừa bí kíp thiền tông, không có ngồi cái ghế thiền tông sư được. Anh mà không có truyền thừa đó, rồi người ta hỏi anh rồi anh trả lời không được, rồi sao lại anh chửi ta không? Không được. Thiền tông sư lên mà nhân dân lại hỏi không được, chửi thoải mái luôn. Ủa? Gan mà, giống như anh luôn vỗ đại gì. Tôi chấp bất cứ ai hạ tôi. Anh lên võ đài anh thách thức người ta thì đương nhiên là người ta đánh anh đừng có rớt xuống đài thì mới hay. Thấy không? Còn ta mới đưa anh nhẹ nhẹ té sao được. Mang một cái thiền tông sư ra là giống như là lên cái võ đài thách thức người ta là chấp hết, không ai phá vỡ được cái này cái thiền tông sư này được. Nhưng mà người đó sao là phải có cái bí kíp truyền thừa, là những cái gì mà Đức Phật dạy mấy ngàn năm trước bây giờ ông này phải nắm được nè. Nắm được căn bản này nè thì mới đúng là một thiền tông sư. Còn anh không có bằng truyền thừa bí kíp thì anh là giả. Thấy không? Đó bây giờ đó thì con tin đi, con hỏi đi. Chú là thiền tông sư nè. Đó, con hỏi đi, có bản đàng hoàng chứ không phải lấy giấy tờ đàng hoàng chứ không phải. Rồi con hỏi tiếp đi.